Đây, hôm nay mình lại đi đến gia đình nhà mèo nha. Đây là gia đình nhà mèo. Đấy, có hai con kia nó chui đâu dưới gốc không biết, còn một con lên không biết nữa. Đây, con mèo con này rất là dễ thương nha. Kia là con mèo đực, con mèo già, con mèo đực nè. Còn con mèo này là con mèo cái nha. Đấy, hai vợ chồng nhà đó đấy, nó chăm sóc lẫn nhau. Chơi thiên vị chưa? Con nó không chăm sóc, nó qua chăm sóc cho chồng nó kìa. Còn ở đây mèo qua đây biển nào. Rồi trời nắng phá mỏ luôn, trời giờ nó hơi nắng nha. Nè của con mèo cái này mình đem bầy con nó về với mèo cái này, mà con mèo được nó đi theo về luôn nha. Đây, con mèo được nó đi theo về luôn đó, để mình coi mấy con kia đâu hết rồi, bắt ra thấy rồi. Nãy giờ mình đi tìm đá đừ luôn, tìm được có ba con, còn con nó trốn đâu mất tiêu à. Đây, trước mắt mình tìm ba con này, mình bắt mình quay cho mọi người xem nha. Đây, con mèo được con mèo vàng, mèo vàng là con mèo bữa nhặt ở Tiền Giang nha. Rồi con hai con kia là mình nhặt ở bãi rác ở nhà mình nha. Đây, gia đình nhà mèo đây. Nó rất là dễ thương nha. Nó thấy mình chăm sóc con nó cho nên nó cứ nằm im nha, chứ không giống như lúc trước nữa. Đây có một con này nè. Đây con mèo đen nè. Đó, mèo đen cũng tự về luôn. Vòng vòng ở chỗ nhà mình đây toàn là mèo nhiều lắm nha. Đấy con mèo đen nó cũng tự về luôn nè. Tự nhiên mình có đến ba con mèo lớn và bốn con mèo con nha. Còn một con mèo con nó không biết nó nằm đâu rồi. Mình đang tìm. Bây giờ mình bắt ra đây để mình chăm sóc. Đấy con mèo đực kìa. Mà mèo đực cũng dễ thương nha. Nhìn mã lúc nào vẫn nằm trong cái góc đó. Đây. Bây giờ mình sẽ ráng đi tìm một con nữa, không biết nó trốn ở đâu không biết nữa. Thì trong mấy cái nhà mình có mấy cái đống củi này kia á, nó hay thả con nó vô cho mấy chỗ đống củi này kia lắm, cho nó ít khi mà ra ngoài nha. Nó hay trốn trong mấy đống củi á, để mình xem nó đâu rồi ta. Sau một thời gian đi tìm vòng vòng, mình cũng đã tìm được con mèo út. Đây thì lã là bốn đứa nha. Đây mình đã tìm được bốn đứa. Đây. Mấy đứa này phải nhốt trong cái lồng mới tiện chăm sóc nha. Mấy đứa này mà không nhốt vô lồng á, bỏ ra ngoài nó chạy tùm lum á. Một mình á, mình sẽ quản không hết nha. Để nhốt trong lồng mình phải chăm sóc từ đứa một. Để nhìn mã đẹp chưa, bữa nay lớn rồi mọi người. Bữa nay hơi to rồi nha. Đó, nhìn đứa nào thấy to bằng kia rồi đó. Cỡ tháng 2 tháng nữa là thành mèo mẹ rồi. Nhìn cưng lắm à. Đây con mèo mẹ, con mèo đực thì nó nằm tuốt trong đó. Bữa nay mèo đực nó rất là dạng rồi đó. Nó không còn nhát nữa, nó không sợ mình nữa nha. Đấy. Nó rất là dạng. Hiểu rồi, wow. Ra đây. Rồi bây giờ mẹ con nó bây giờ đã ra đây hết trơn rồi nha. Đấy, bây giờ mình sẽ xem, trước mắt mình xem là bữa hàng ngày đó mình xem bọn nó có bị sao không nha. Nhất là ve rận, thứ hai nó bị tập bệnh này kia đó. Biết thì để mình cứu chữa kịp thời đó mọi người. Đây. Đây rồi, mèo mẹ nè. Đó, mèo mẹ đâu bữa nay nó rất là dạng rồi. Nó không còn xa lạ đối với mình nữa nha. Lúc trước thì nó thấy mình nó sợ nó chạy. Bây giờ nó hết sợ rồi. Méo, dữ coi. Ôi nhìn nó hả, ghê à. Nó không còn sợ nữa. Gì rồi, nó tới nó làm quen mình luôn à. Nhìn nó khá cưng nha. Khá cưng, để xem coi. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra cho nó tập ăn chung xích. Hôm nay mình cho. Đây bây giờ rảnh nha, mình kiểm tra mẹ mẹ trước. Đây mẹ mẹ nè, bốn con đó. Đấy, bốn con nó bú rồi, bây giờ nó rất là to nha. Mẹ mới tắm xong sạch sẽ lắm luôn mọi người. Nhìn trên nhá. Méo. Mẹ nó rất là mến nha. Đó. Tự nhiên không biết ở đâu nó lạ quá à. Vậy mà hôm nay tìm tới mình nó vui vẻ vậy đó.
mèo đực thôi, hiểu không? Hiểu. Mèo đực thì nhát hơn, mèo nó nhát hơn con mèo cái nha. Đấy, cửa gạch nằm đó. Để coi mấy đứa con hả? Rồi. Đây, mọi người thấy con mèo vàng này, bữa nay nó bự rồi nha. Đấy. Cái này tập cho nó coi, thấy không? Bọn này bữa nay nó chưa quen nha. Nó chưa quen với cái mùi xúc xích này. Rồi đứa nào nó quen ăn thì mình giấy, không đứa nào không ăn á thì hồi mình sẽ cho nó, mình sẽ cho nó ăn cái thịt cá sau nha. Thì bữa nay mọi người thấy nó to, khá to nha. Còn con trà xanh nó mấy ngày nay nó đi nằm viện rồi, nó chưa về nha. Để mình để ngoài kia cho bác sĩ người ta chăm sóc. Đây xem con tâm thể coi, đây xem con tâm thể này nó có biết sử dụng không? Đây. Nè, thấy không? Nè. Mấy đứa này chưa biết, mẹ mẹ nè, thấy không con? Đấy, mẹ mẹ ăn nha, mẹ mẹ thì nó ăn, mẹ con thì nó không ăn nha. Đấy, mẹ con nó chưa biết, nó chưa quen á. Rồi đi cho con mẹ mẹ coi, được chưa? Nè cho con nè. Quá mẹ mẹ thì nó biết ăn, mẹ con thì chưa biết ăn. Mẹ đất ra đây ra biểu đây, nó chết mờ, nó nhảy đụng cái điện thoại à. Rồi đây nè, thấy không? Đây 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 đây, giờ nó nhảy. Đó, quá ngon nha. Đây 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 đây. Mắt nó nhảy cái xích bể điện thoại luôn. Đây 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 nè, đây này, đây này. Đây nè. Đó. Đây nha. Đây. Mèo đực thì nó đang còn nhát nè. Nè. Thấy không? Thấy không? Ăn đi. Còn là mèo nữa. Rồi, ăn đi. Đây nè. Không ăn con mèo cái nè, hết luôn. Đấy, nghe đi nè, đứng im ngán chưa nè. Đây đây coi, đây nè, nghe không? À, con mèo đó là không được hả? À? Nó sợ, nó nhát, nó chạy. Thôi kệ đi. Rồi. Hay còn tóm lại con mèo cái này là nó khoái. Thôi cho nó ăn đi để có sữa cho con bú nha. Đây mèo con nó nhảy xuống. Vô lỗ chạy nó muốn lẹ. Đây nè, đó. Rồi, tiếp tục. Đây là đứa tiếp theo nha. Đây đứa tiếp theo này, bữa nay mọi người thấy nó bự chưa? Đấy. Được chăm sóc rất là chu đáo này, con này sao nó nhảy xuống hoài không biết nè. Coi con rồng coi. Rồi. Đây là bé rồng nha. Đây bé rồng. Đấy. Rồng, rồng bữa nay cũng to lắm luôn nè. Mọi người thấy nè, rồng bữa nay cũng to nha. Đấy, con này định nhảy xuống nữa hay gì đây? Dữ à, gì la chứ à? Hả? Một gia đình nhà mèo luôn, năm đứa. Rồi, lên đây đi. Lên đứng đây đi. Lên đứng đây nha. Đứa. Đây, cho đứa này lên luôn. Và đứa. Con đứa, còn đứa này nữa, đứa này bây giờ quen lắm rồi nha, đứa này quen lắm rồi. Rồi hôm nay mình chăm sóc, mình xem bọn nó thôi, mình đi rước trà, đi lên chỗ thăm trà xanh chút nha. Rồi mình sẽ xin tạm dừng clip ở đây nha mọi người.